Ba câu nói giúp bạn bớt đi sự lo âu và vực dậy trong cuộc sống. Những áp lực trong nhân sinh khiến ta đôi khi thấm cảm mệt mỏi hụt hẫng và thậm chí muốn bỏ cuộc. Bởi vậy, khi cảm thấy cuộc sống ngột ngạt khó thở, cảm thấy việc cố gắng của mình dường như không thể còn hy vọng gì nữa, thì bạn hãy bình tĩnh, gác lại mọi công việc trong tay, tĩnh tâm nghe lại ba câu nói này. Nó sẽ khiến bạn bớt đi sự lo âu và tiếp thêm sức mạnh cho bạn. Câu thứ nhất, gặp khó khăn và mệt mỏi, điều đó có nghĩa là cuộc sống của bạn đang trên đà lên dốc. Công việc gặp khó khăn, cuộc sống vất vả và các mối quan hệ không suôn sẻ, không tránh khỏi việc bạn nghi ngờ về bản thân, nghi ngờ cuộc sống và không tin tưởng vào khả năng của chính mình. Thực tế, trên suốt chặng đường nhân sinh của chúng ta đã luôn có những hoài nghi, để rồi hình thành nên con người chúng ta trong hiện tại. Mệt mỏi và rắc rối, nhưng điều đó có nghĩa là cuộc sống vẫn đang trao cho bạn cơ hội để chứng minh bản lĩnh đứng trước sóng gió của đời mình. Đồng thời, đó cũng chính là lúc bạn bắt đầu hướng tới một tương lai với viễn cảnh tươi sáng và rộng lớn hơn. Sói đi ngàn dặm để ăn thịt, ngựa đi ngàn dặm để ăn cỏ. Cá sống khi bơi ngược dòng, cá chết mới thuận nước trôi xuôi. Đạo lý trên đời cũng là như vậy. Có một câu khiến người ta cảm thấy vô cùng tán thán, đó là cuộc sống có phải thực sự mệt mỏi? Mệt mỏi là đúng rồi. Thoải mái chỉ dành cho những người đã khuất. Không ai sinh ra là đã thuận buồm xuôi gió. Ông trời mang đến cho bạn những rắc rối và khó khăn, muốn bạn đối mặt với những rắc rối khó khăn đó một cách tích cực, và đó là phép thử cho bạn. Người ta cũng nói, thứ có sức mạnh khủng khiếp nhất đó chính là niềm tin. Bởi vậy, đừng đánh mất hy vọng vào bản thân, đừng đánh mất niềm tin tích cực vào cuộc sống. Hãy nhớ, khi gặp khó khăn mệt mỏi, rắc rối, đó chính là lúc cuộc đời bạn đang lên dốc. Điều thứ hai, nếu hoàn cảnh hiện tại không được như bạn mong muốn, điều đó có nghĩa là mọi thứ chưa kết thúc. Nếu các mối quan hệ của bạn không thành như ý, điều đó có nghĩa là người ấy không phải người phù hợp nhất với bạn. Vì vậy, đừng luyến lưu làm chi, được mất ở đời hãy xem như vạn sự tùy duyên. Hạnh phúc của bạn, những thứ trong sinh mệnh vốn có của bạn sẽ là của bạn. Chỉ cần sống chân thành thiện lương, ông trời nhất định sẽ an bài cho bạn. Nếu bạn đang ở một tầng thấp trong cuộc đời, đừng sợ hãi và lo lắng rằng đã quá muộn. Đừng sợ bản thân kém cỏi, hãy luôn nỗ lực, cố gắng tu dưỡng để tiến bộ và vươn lên từng nấc thang mỗi ngày, dù biết rằng có thể bây giờ bạn vẫn chưa đến được nơi mình muốn đến. Nhưng bạn nghĩ kỹ đi, khi bạn cố gắng bước đi thì bạn đã không còn dậm chân ở chỗ bạn đã từng ở nữa, đúng không? Bạn hãy tin rằng bạn đang tiến về phía trước. Có thể bạn không luôn đưa ra được những lựa chọn đúng đắn nhất, nhưng dù sao thì bạn cũng đã vượt qua được những thời khắc khó khăn nhất và đã bước qua được những bước nhỏ để đến nơi mình muốn đến. Điều thứ ba là, dù có chuyện gì xảy ra, hãy luôn nhớ yêu thương bản thân mình. Con thuyền ra khơi có lúc gặp trời yên, gió lặng biển bình cùng với nắng chan hòa, nhưng cũng không thể tránh khỏi việc gặp mưa sa, giông tố bão bùng, đó cũng là lẽ thường tình của tự nhiên. Cuộc sống nhân sinh cũng vậy, vốn dĩ nó đã đầy biến động, có lẽ không ai chưa từng chịu đựng những vết thương tình cảm, thất vọng, phẫn nộ, uất ức, đau đớn, buồn bã và rất nhiều thứ nữa. Đó là những cung bậc cảm xúc của mỗi người đều phải nếm trải ít nhất một lần trong đời. Đây vốn là quy luật tất yếu của cuộc sống vô thường. Do đó, dù cố gắng đến mấy, chúng ta cũng không thể tránh khỏi mọi tổn thương về mặt thể chất lẫn tinh thần. Tuy nhiên, vấn đề lớn nhất ở đây là đa số mọi người đang hiểu sai nỗi đau của cảm xúc. Chúng ta thường vô thức đắm chìm trong hàng tá suy nghĩ tiêu cực chất chứa trong lòng theo năm tháng, để rồi vùi sâu vào thương tổn, cuối cùng bỏ rơi chính mình. Nếu có thể giải mã bản chất của sự tổn thương, đồng thời tôn trọng thấu hiểu bản thân, bạn sẽ biết cách dọn sạch nỗi buồn và sống trong một cuộc đời an nhiên hạnh phúc. Đôi khi, tất cả chúng ta đều quá yêu người khác mà bỏ qua chính mình. Nếu một ngày những gì bạn tin tưởng yêu thương rời bỏ bạn, thì xin hãy nhớ, tùy duyên tự tại.
Có duyên thì đến, không duyên thì đi. Có duyên không từ, không duyên chẳng cầu. Đến thì hoan nghênh, đi thì chúc phúc. Tất cả là tùy duyên thuận theo tự nhiên. Và điều quan trọng nhất, hãy nhớ chăm sóc yêu thương bản thân mình hơn bao giờ hết. Cuộc sống cũng giống như một bản nhạc. Để tạo ra một bản nhạc hay thì cần có nhiều nốt trầm và nốt bổng. Có người không yêu bạn cũng không tránh khỏi có những người không nỡ rời xa yêu bạn. Chúng ta không nên dùng những tổn thương của bản thân để chu toàn hạnh phúc cho người khác, cũng không nên phó thác hạnh phúc của mình cho người khác. Đường đời còn dài, chẳng ai biết bạn vất vả và mệt nhọc. Dù đôi vai có nặng trĩu đến đâu, dù cuộc sống có bộn bề thế nào, bạn vẫn phải tiếp tục. Đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, khó khăn là bởi vì bạn đang lên dốc. Có khổ mới là nhân sinh, mệt mỏi mới là công việc, biến hóa mới là vận mệnh, nhẫn nhịn mới là từng trải, cho đi mới là trí tuệ, tĩnh lại mới là tu dưỡng, buông bỏ mới là đạt được. Nếu như lúc này bản thân bạn cảm thấy vất vả thì hãy tự nói với mình rằng đường đi dễ dàng là đang xuống dốc, mệt mỏi bởi vì bạn đang lên dốc. Cuộc đời chỉ là những thử thách, sợ gì không tiến về phía trước, ngã thì đứng dậy rồi lại đi tiếp. Tương lai tươi sáng đang nằm ở phía trước đợi bạn. Khi mệt mỏi hãy tự hứa cho mình một lời hứa, hãy ghi nhớ ba điều trên và nở nụ cười cho chính mình. Cảm ơn anh chị đã lắng nghe hết bài viết này và mong anh chị hãy follow ủng hộ kênh. Trầm Hương Thiên Đức chúc anh chị an yên và thành công trong cuộc sống.